Xin chào tất cả các bạn. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 9 năm học từ lớp 1 cho tới lớp 9, thì chúng ta cũng đã được học bộ môn âm nhạc. Trong đó thì gồm có các bài hát và âm nhạc thưởng thức, cũng như là chúng ta học một số bài tập đọc nhạc cơ bản. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một số cái nốt nhạc và để cho làm sao chúng ta bước qua môn học âm nhạc lớp 10. Thì trong âm nhạc lớp 10 thì chúng ta đã có 3 bộ sách hiện tại đang sử dụng, thì đó là bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, Cánh Diều và Kết Nối Trí Thức Với Cuộc Sống. Thế thì trong video hôm nay chúng ta sẽ ôn lại với bộ sách Cánh Diều. Trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ ôn qua một số cái nốt nhạc để chúng ta nắm được một số kiến thức cơ bản trong lớp 8 và lớp 9 mà chúng ta đã học. Thì như vậy chúng ta đã nắm được một số cái nốt nhạc cơ bản, như là trong âm nhạc chúng ta có 7 nốt nhạc. Thì nốt đầu tiên thì chúng ta có nốt 7 nốt nhạc. Thì chúng ta sẽ có nốt đầu tiên là nốt đô. Trước tiên để biết nốt nhạc thì chúng ta sẽ phải kể khuôn nhạc các bạn. Rồi. Thế thì nốt đầu tiên thì chúng ta luôn cần phải nhớ cái vị trí nốt nhạc. Đó là nốt đô, và ký hiệu của nốt đô nó là chữ cái là chữ C. Nốt thứ hai thì nó là nốt rê. Nốt rê thì đương nhiên nó nằm cao hơn nốt đô một tí, và ký hiệu của nó sẽ là chữ D. Chúng ta hôm nay chúng ta ôn lại là chúng ta nhớ tới ký hiệu thôi nhé, nó không cần đọc, không cần đọc tên nữa. Và nốt tiếp theo nó sẽ là nốt mi. Mi ký hiệu sẽ là chữ E, và nằm ở trên dòng kẻ thứ nhất. Khuôn nhạc thì các bạn biết rồi, khuôn nhạc thì gồm có 5 dòng kẻ. Đấy, thì dòng kẻ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, xếp chồng lẫn nhau đúng không, đếm từ dưới lên trên. Và các cái nốt nhạc thì nó sẽ xếp vị trí xếp chồng lẫn nhau, và độ cao của nó theo thứ tự đi theo khuôn nhạc: đô, rê, mi, và nốt pha sẽ là nằm ở giữa dòng kẻ thứ nhất và thứ hai, ký hiệu là bằng chữ F. Tiếp theo là nốt son nằm ở dòng kẻ thứ hai, ký hiệu bằng chữ G. Và tiếp theo nó sẽ là nốt la nằm ở giữa dòng kẻ thứ hai và thứ ba, ký hiệu bằng chữ A. Tiếp theo là nốt si các bạn, nằm ở dòng kẻ thứ ba, ký hiệu là chữ B. Thì chúng ta có 7 nốt nhạc rồi, đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Thế thì các bạn cần phải nhớ đúng vị trí của nốt nhạc và ký hiệu của nốt nhạc để làm gì? Sau này chúng ta nhìn vào và tập đọc các cái bài tập đọc nhạc một cách nó nhanh hơn, thuần thục hơn, và để chúng ta sẽ trải qua một số cái bài lý thuyết. Sắp tới đây chúng ta sẽ học bài lý thuyết. Đấy, trước tiên các bạn cần phải nhớ 7 nốt nhạc. Và tiếp theo, hôm nay chúng ta quay vào cái sách Cánh Diều. Thì cái bài lý thuyết đầu tiên thì chúng ta sẽ quay về bài Quảng. Vậy thì Quảng là gì? Các bạn có thể biết Quảng là một cái khoảng cách từ một cái điểm A đến điểm B, hay một điểm nào đó bất kỳ đến một điểm nào đó. Ví dụ như từ nhà đến trường, thì đây là một quãng, phải không ạ? Đấy, nhà đến trường là một quãng. Như vậy thì trong âm nhạc cũng thế. Trong âm nhạc thì quãng nghĩa là một âm thanh này đến một âm thanh kia bất kỳ, một âm thanh bất kỳ đến một âm thanh khác thì người ta gọi là một quãng. Thì ở đây chúng ta gọi quãng là gì, chúng ta có thể biết được. Ví dụ như nốt đô lên nốt rê là một quãng, rê lên nốt mi là một quãng, mi lên nốt pha là một quãng. Đấy, cứ như thế chúng ta có thể đến, và pha lên son cũng là một quãng, vân vân. Có thể từ nốt đô lên nốt mi cũng là một quãng, và cứ như vậy.
từ nốt rê lên bắc kỳ lên nốt la cũng là một quán. Đấy, như vậy thì chúng ta đã hiểu như thế nào là quán nhỉ, rất dễ đúng không? Rồi, như vậy chúng ta có thể định nghĩa được quán là gì. Vâng, và như vậy chúng ta sẽ ở đây chúng ta có thể định nghĩa được quãng là gì. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng quãng là một khoảng cách. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy như sau. Quãng làm sự kết hợp đồng thời hoặc nối tiếp. Cái chỗ đồng thời hoặc nối tiếp thì chúng ta sẽ nói sau. Được chưa? Rất dễ, cũng không có gì khó cả. Của hai âm thanh trong âm nhạc. Đấy, như thầy đã nói đấy. Hai âm thanh trong âm nhạc, giữa âm này đến âm kia thì người ta gọi là một quãng. Thì chúng ta sẽ hiểu sự nối tiếp của hai âm thanh trong âm nhạc tạo nên một khoảng cách giữa hai cao độ khác nhau. Hai cao độ là chúng ta thấy là hai cao độ khác nhau. Khác nhau. Và chúng ta ở đây chúng ta lấy âm thấp làm gốc và chúng ta lấy âm cao làm ngọn. Giống như ví dụ như là âm thấp là chúng ta như nốt đồ thì thấp hơn và nốt rê đây. Đồ rê. Chúng ta sẽ thấy rằng là như thế nào là âm thấp và như thế nào là âm cao. Đây. Âm thấp là bên dưới. Thấp hơn và cái cao độ độ cao của cái âm thanh nó cũng thấp hơn, làm gốc và cái âm rê đồ rê rê làm âm ngọn hoặc là đồ với mi là một quãng. Như vậy thì âm đồ là âm gốc và nốt mi là âm ngọn. Hoặc có thể là nốt giữa cái quãng giữa nốt rê và nốt la. Thì ở đây thì quãng này thì chúng ta gọi nốt rê là âm gốc và nốt la là âm ngọn. Như vậy chúng ta ở thầy chúng ta có thể định nghĩa được thế nào là quãng rồi. Đấy, như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta có thể khái niệm được quãng là sự kết hợp đồng thời hoặc nối tiếp của hai âm thanh trong âm nhạc tạo nên một khoảng cách giữa hai cao độ khác nhau, cao độ nó phải khác nhau. Và âm thấp nó sẽ là chúng ta sẽ lấy làm âm gốc và âm cao chúng ta sẽ lấy làm âm ngọn. Như vậy là các em đã định nghĩa được như thế nào là quãng vậy. Và chúng ta có thể khái niệm là như thế. Rồi, như vậy trong bài này chúng ta đã khái niệm được như thế nào là quãng và chúng ta đã hiểu quãng là như thế nào ở trong âm nhạc.